Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em chủ đề về tăng kim loại ha. Bài tập khó hơn nha. Hôm những dạy hôm nào tôi dạy nha các em. Các em quan sát vô để đầu tiên nha các em. Hai tên kim loại giống nhau. Giống nhau đều cùng một nguyên tố R luôn nha. Rồi. Ví dụ như là thanh kẽm, thanh này thanh kẽm, thanh kia cũng là thanh kẽm. Hoặc thanh này thanh sắt, thanh kia cũng là thanh sắt luôn. Đó, có nghĩa là vậy đó. Hai đơn kim loại giống nhau cùng nguyên tố R luôn, nó đặt trong nguyên tố kia R luôn, hóa trị 2 nha các em. Vậy thì chắc anh đó là sắt, kẽm, đồng chẳng hạn. Đó, ví dụ như thế. Và có cùng khối lượng, thanh thứ nhất cho vào dung dịch CuNO3. Rồi, cái này cũng phải chắc anh hoạt động rồi đúng không? CuNO3 đồng 2 nitrat nha. Và thanh thứ hai vào dung dịch trì nitrat. Sau một thời gian, số mol 2 muối bằng nhau. Wow, cái này rất là quan trọng nha. Số mol 2 muối bằng nhau. Lấy hai thanh kim loại đó ra thì thấy khối lượng thanh thứ nhất giảm đi 0.2%, khối lượng thanh thứ hai tăng 28,4%, xác định nguyên tố R. Vậy này xác định kim loại R là gì đó, em phải tìm được khối lượng nguyên được khối của nó đúng không? Vậy thì cái bài này làm như thế nào đây? Vậy trước tiên tôi viết phương trình trước tiên ha. Rồi em quan sát này, ta có phương trình, đó là ý đầu tiên nha. R là kim loại R tác dụng với đồng 2 nitrat nha, tạo ra sản phẩm nè. R là hóa trị 2 nha. Vậy tạo thành R em. Tạo thành RNO3 đóng hoặc 2 lần đồng. Đây, giải phóng ra 2 nitrat 2 rồi, tự cân luôn rồi các em. Em trừ cho tôi một bài dòng đi nha. Tiếp tục thanh kim loại R tác dụng với dung dịch trì nitrat nha, PbNO3. Rồi, trở thành RNO3 đóng lại hai lần và trì đây. Để đổ xuống. Rồi. Tiếp tục các em nha. Sau một thời gian số mol 2 muối bằng nhau. Đây. Số mol 2 muối bằng nhau. Nha. Vậy là đây ít mol thì đây cũng là gì mol? Ít mol thôi. Nha, đó số mol này muối bằng nhau. Vậy thì tôi đặt đây là ít mol đi. Tôi biết là tôi đặt ít đi. Để ít mol. Số mol này muối bằng nhau. Thì đổ ra đây cũng là ít mol thôi. Ít mol được cân bằng hết rồi nha. Vậy đây cũng ít mol thôi. Đó, cứ biết là ít mol. Ít mol. Đây là một ý nha các em. Rồi, à, có mon nào đó nha. Rồi tiếp theo, ở trong đây còn hai ý để mình làm thôi. Lấy thanh kim loại đó ra khỏi dung dịch, thấy khối lượng thanh thứ nhất giảm đi 0.2% nha. Thanh thứ nhất, khối lượng thanh thứ nhất giảm đi 0.2% nha. Đây là thanh thứ nhất này, đây là thanh thứ hai. Em nhớ nào, tôi đã dạy các em là gì? Hai video trước tôi đã nói nha, em để ý nè. Khối lượng thanh kim loại giảm thì lấy khối lượng gì? Kim loại tan trừ khối lượng kim loại giải đi, giải phóng nhà bằng khối lượng giảm. Rồi, còn khối lượng thanh kim loại tăng lên thì lấy kim loại giải phóng trừ khối lượng kim loại gì? Tan. Đó, thì bằng khối lượng tăng lên nha. Vậy thì đây thì tôi sẽ lập phương trình nha. Theo đề ta có phương trình. Nè, thanh thứ nhất nè, giảm đi 0.2% so với khối lượng của nó đó nha. Vậy thì nè, tôi phân tích nha. Giảm đi thì lấy cái gì em? Khối lượng kim loại tan trừ đi khối lượng kim loại giải phóng. Vậy thì lấy x nhân R luôn. R là khối lượng nguyên tử của nó luôn nha. Trừ đây khối lượng kim loại giải phóng là x nhân cho 64 bằng khối lượng giảm mà đề lên cho khối lượng giảm. Nhưng mà nó giảm 0.2% khối lượng của nó nha. Khối lượng của thanh kim loại R đó. Rồi, nó giảm đi 0.2% khối lượng của nó. Khối lượng của nó là gì? Chưa biết. Đúng không? Vậy đặt đại này M. Đây mình quay ngược lại. Gọi khối lượng nha, thanh kim loại. Hai thanh này có khối lượng giống nhau. Vậy thì đặt chung luôn đại M luôn. Nha, khối lượng giống nhau rồi nha. Gọi khối lượng thanh kim loại R là M. Có trường hợp này, có một số trường hợp người ta sẽ giải quy về 100. Rồi khối lượng thanh kim loại R là 100 nha, cũng được, bài toán quy về 100 nha.
nhưng mà các em có giờ làm nó đâu thì không biết thì thôi mình làm đặt loại luôn nha. Rồi thanh thứ hai tăng lên nha, thanh thứ hai cho vào đây thì thanh nó tăng lên 28.4%. Tại sao biết tăng lên? Do khối lượng bám vào nhiều hơn khi khối lượng khi mà tăng ra. Vậy thì lấy khối lượng khi mà bám vào thì bằng là 2/7 nhân x trừ đi mol của hàm cái khối lượng tăng ra là x nhân l, tăng là 28.4%. Khối lượng của nó, khối lượng của nó vẫn là m luôn, tại vì hai thanh kim loại này giống nhau cái cùng khối lượng đó. Vậy thì tôi lấy này, đây là một này, tôi lấy một chia hai để vậy thì em không thể giải máy tính được nha. Đó, tại sao tôi lấy một chia hai vậy các em biết không? Tôi đi chia đi để tôi làm tôi đơn giản là em tôi quan sát này, lấy này chia này có cách đặt ra ngoài còn r trừ đi 64. Phân tích điện tử cho tôi đây, nói chung là x ra ngoài còn 2/7 trừ đi l đóng hoặc là bằng 0.2% m chia cho 28.4% m em mất mất lại tương đương r trừ 64 bằng 2/7 trừ đi l bằng 0.2 chia là bỏ phần trăm luôn. Vậy là bấm máy tính giúp em nghe. Thế đây không cần phải để tay nha, nó không phải gian em lắm nha. Nhưng em ngồi thủ công em quy động nhân chéo lên, quy động khử mẫu lên, theo rồi nha. Cầm lên thế nào bấm xích xô gì đâu. Rút máy ra. Ai chưa làm về máy tính thì coi nha, mình nói chúng ta. Đầu tiên đánh trên máy tính alpha x, bấm phân số trước nha. Trừ 64 2/7 trừ alpha x, alpha bằng, cứ đánh từ đầu vô 0.2 trên 28.4, sau đó bấm phím shift show s o l v nha. Show tiếng Anh là phương trình nha. Đáp số bằng 65, đẹp như mơ. Biến đổi gì? Kiểm nha, kết luận. Vậy kim thanh kim loại r là kiểm nha các em. Rồi, em xin mời các bạn nhé. Bài tập tiếp theo nha các em. Một thanh kim loại M nhúng vào 1 lít CuFeSO4 thì khối lượng tăng lên 16g. Ồ, thanh này tăng lên. Rồi. Nếu nhúng thanh ở ngoài ấy là kim loại đó luôn, ấy nha, vào 1 lít dung dịch CuFeSO4 thì lượng thanh tăng lên nữa, tăng lên 20g nữa. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn nha. Sau phản ứng còn dư kim loại M, vậy này hai muối này chắc ăn là phải dùng hết mol rồi đúng không? Rồi hai dung dịch Fe4 và C4 có cùng nồng độ mol ban đầu, cái này là cái chốt để ngoài bài này. Thì tôi sẽ nói cái chốt đó cho các em trước tiên là tôi biết chương trình đó trước tiên nha. Rồi em quan sát này, tôi biết chương trình đó trước hàng. Rồi. Trong đây kim loại M hóa trị 2 nhúng vào dung dịch FeSO4. Kim loại M tác dụng với dung dịch FeSO4 nha. Mol này nè, hóa trị 2 quá dễ rồi, vậy ra sản phẩm là gì? M xung phát, M2 xung phát. Rồi, cộng cho sắt đây này. Giải phóng đây, kim loại tan ra đây. Giải phóng ra nó bám vào thanh kim loại M nha các em. Rồi tiếp tục. Nếu nhúng thanh kim loại ấy vào 1 lít dung dịch CuFeSO4 là cái trường hợp thứ hai á, nhúng vào dung dịch CuFeSO4. Em cứ chừa cho tôi 1-2 dòng cho nó rộng rãi ra thì tạo thành MSO4 cộng đồng. Lúc này đồng nhỉ? Nghe. Đồng giải phóng ra và nó sẽ bám vào thanh này. Hiểu chưa? Rồi. Tăng lên. Rồi. Một thanh kim loại M nha. Hóa trị 2 nhúng vào 1 lít Fe4 thì khối lượng tăng 16g, tăng lên rồi. Đọc phương trình về tăng cho tôi. Lấy khối lượng giải phóng trừ khối lượng kim loại tan bằng khối lượng tăng nha, một phương trình. Rồi thanh thứ hai nhúng siêu. Nếu nhúng thanh kim loại ấy luôn vào 1 lít CuFeSO4 thì khối lượng thanh 2 tăng lên 20g nha. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn. Rồi, và sau phản ứng còn dư kim loại M em. Đây là cái điều rất là nguy hiểm rồi.
Có rất nhiều em nói trời ơi 200 phiên bản này giống nhau, em đặt là ít ít vô được không? Không được, ít mon của phiên bản nào mà cái thanh này dư mà, đúng không? Thanh này kim loại em dư mà sao biết được, đúng không? Bởi vì đừng có quan tâm về nó. Và tôi nói chỗ này nè em nhớ công thức này, n bằng cm chia b dung dịch. Mà ở trong đây hai muối này Fe4 và CO4 này, tôi phân tích này, nó cùng vào một lít hết, đều cho một lít hết. Hai muối này đều cũng có thể tích là một lít hết. Và nồng độ người ta cho bằng nhau luôn, hai cái nồng độ bằng nhau. Hai muối này có nồng độ bằng nhau và thể tích bằng nhau, vậy thì lập tức số mol như nào nhau? Bằng nhau. Mà trong đây M này là M dư nha, kim loại thanh kim loại này là dư mà, đúng không? Đó. Vậy thì lúc này tôi đặt mol cho cái này, ít mol cho tôi, để là ít mol nha. Vậy thì tôi có thể giải thích chỗ này cho các em hiểu một chút xíu này. Vì nha, giải thích nha các em. Vì muối FeSO4 và CO4 có cùng thể tích dung dịch và cùng nồng độ mol, nên số mol của C gì em? FeSO4 cũng bằng số mol của CuSO4, và tôi đặt nó là ít mol luôn. Đó, thấy nha em. Đó, để kỹ tiền nha. Nếu mà hai thành kim loại cùng khối lượng thì mol nó giống nhau, đúng chưa? Rồi hai cái này nè, cùng thể tích, cùng nồng độ thì lập tức mol nó bằng nhau trong đầu suy nghĩ được nha. Vậy ít mol, vậy thì đây ít mol, đây luôn ít mol luôn, bài tức cân bằng luôn, đẹp quá nhỉ? Chắc anh nó phải dùng hết mol này thôi nha, tại vì kim loại này dư dương mà. Rồi, hết mol, thanh kim loại này dư. Vậy thì nè, sắt này giải phóng nè, người ta nè, đồng giải phóng này ra nè, hai cái này đều tăng hết, lập phương trình hai cái phần tăng cho tôi nha. Vậy thì lập phương trình này, giao đề ta có phương trình nha. Em quan sát nè. Rồi, nhúng M đầu F4 thì thanh kim loại này tăng lên 16 gram. Ta có phương trình tăng lên thì lấy kim loại vậy, kim loại có nghĩa là kim loại bám vào nhiều hơn kim loại tan ra, đúng không? Giống như này, giống như là số tiền mình thu qua nhiều hơn số tiền mình xài nha. Đó thì bằng khối lượng kim loại bám vào này 56 nhân x trừ cho gm m nhân x bằng tăng lên nhiều em đây, tăng 16 luôn cho 16 quá đẹp. Phương trình thứ hai em có thể hoàn toàn luôn tưởng tượng này, ở đây số 1 cho tôi nha. Nhịp số 2 này. Rồi. Ồ, cái bài này tôi sẽ làm một phương pháp bấm giả ẩn cho các em coi được nha. Tăng lên luôn. Vậy là lấy kim loại tan, kim loại giải phóng nè, 64 nhân hết trừ khối lượng kim loại tan thì gì em? M nhân cho đây. Đúng không? Bằng anh em 20. Em. Ở đây tôi sẽ làm cho các em hai cách. Em này xét nhé. Và hai cách giả này luôn. Cái thứ nhất, tôi lấy 1 chia ra, suy ra, 2 này có chung x, tôi đặt x ra ngoài rồi, 56 trừ m, là x ra ngoài, 64 trừ m, bằng 16 phần 20. 2 này đều tăng hết đúng không? Rồi, tương đương em, 56 trừ m. Rút máy đến đây em, 64 trừ m này cũng còn cho 4 đi, 4 bằng 5, rút máy đến đây bấm xích xôi rồi nha, tương đương nhưng mà quy đồng từ mẫu cũng được, mình chéo lên đánh cho máy đến là 56 trừ alpha x phần trước nha, 56 trừ alpha x phần 64 trừ alpha x bằng 4 phần 5, bấm xích xôi lên bằng 24 mà về, đúng không? Rồi rồi. Đó, 24 gram nha. Đó, mình biết mà về rồi, đúng không? Kết luận, vậy kim loại M, đó, là mà về
vì các bạn yêu cầu xác định nồng độ muối, muối và xác định kim loại M là đúng không? Rồi, em, tôi sẽ làm cho em một cách hai. Tôi bấm gọi là phương pháp bấm dạo. Bấm mạnh thì bấm thành công. Cái này là bộ phận nào đây rồi, tương đương. Nghe nè, em rút máy tính ra đi. Em cầm rút hết máy tính ra. Bấm móc 51. Dạy thành chương trình. Đúng không? Ai dùng 570 thì em nha. Còn Vinaphone này bấm móc 5 suy số, bấm số 1, đúng không? Móc 51 luôn, hai máy giống nhau luôn. Còn còn 580 thì bấm khác nhau không nghe. Bấm shift 9 rồi đó, bấm hệ chương trình rồi ra. Em đặt cho mình coi nè. Nhớ đây là ảnh này. Đây là ảnh. Một ảnh, và nguyên cái cục này một ảnh nữa nè. Đây nguyên cái cục này một ảnh. Nha. Đó, đây mình coi là x, còn cái cục này gọi là y nè. Đúng không? Đây là x là y nè. Đầu tiên em nhập 56 vô. 56 trừ 1 rồi 16 cho tôi coi. Rồi tiếp tục 64 trừ 1 20 x bằng 0,5. Em làm cái này có lợi cho em luôn chứ em biết nha. X bằng 0,5. Y bằng, y đó là bằng 12. Mà y của nó chính là gì? Em x nha, chứ không phải là y nha. Rồi tương đương. Thấy chưa? Thế 0,5 ra đây. 0,5 chỉ gọi là chia 0,5. 12 chia 0,5, chia 0,5 là chia cho 1,2 nhưng đã lên là 24 luôn. Đúng không? Suy ra M 0,2 12 chia cho 0,5 vẫn 24. Mà 24 thì đó chính là 3. Có ngon chưa? Tính được nồng độ không? Có ngon chưa? Tính được nồng độ không? Nếu làm cách 2 thì các em có mol luôn, tính nồng độ. Thì đây yêu cầu là tính nồng độ mol của dung dịch muối, tính được nồng độ mol này. Có mol chưa? Đó. Còn nếu các em làm cách 1 thì không chưa có mol của yêu cầu tính nồng độ hai cái này mà đúng không? Yêu cầu tính nồng độ này. Nha. Nếu em giả sử bài này làm cách 1 đi, đúng không? Tôi không làm cách 2. Nếu làm cách 2 quá dễ rồi, có mol đáp vô tính được nồng độ lên, tại vì nó cho 1 lít rồi, đúng không? Vậy thì thôi, quá khỏe. Giả sử tôi không biết làm, tôi không biết bấm coi là bấm. Tôi nói với em là bấm giận coi đen hết, coi đen đó, còn không thấy thì kiểm tích được không, nhẹ nhàng em thấy vào một trong những phương trình này 56 nhân x trừ m có chưa, thôi kiểm tích thôi đúng chưa, đúng không? Đó, vậy là từ một suy ra. Nếu mà em làm cách một nha, từ một suy ra x bằng gì nè, nhìn lên cho dễ nè, x bằng là nhân này chuyển qua là chia này, đúng không? X bằng 16 phần thì 56 trừ m lớn. Mà lớn là bao nhiêu, là 24 đó, đúng không? 16 phần 56 trừ 24. Cái bấm nó không phải không? Đúng chưa? Này trừ đi phải 32 không? 16 mà chia 32 có phải 0,5 không? Đúng chưa? Đầu nào cũng làm thành công. Rồi thì kết luận nha. Các em cố gắng viết lời giải nha. Tại vì bài này còn dài, tôi không viết lời giải nữa. Vậy nồng độ của Fe4 này đã dùng này. Để mình tham gia hết mà. Và nồng độ CuSO4 nha. Cm thì bằng N, N của nó này, N nó ít này nhé, 0.5. V dung dịch người ta cho là 1. Vậy thì nồng độ nó là 0.5 M lớn hay là mol trên lít. Cái này cũng tương tự vậy luôn, nồng độ giống nhau mà. Khỏi chia cũng được đó. Đó, tại vì giải thích cho hai nồng độ giống nhau. Em có thể chia ngang 3 như thế cũng được. Hiểu không? Đó. Các em quan sát đến câu tiếp theo nha. Câu B các em, câu B là như vậy các em, các quan sát nha. Nếu khối lượng ban đầu của kim loại M là 24, là M nhỏ các em nha, 24 thì chứng tỏ sau khi phản ứng với hai dung dịch trên thì M còn dư. Rất đơn giản. Em à, đầu tiên em tìm mol M ra cho tôi nha. Cái bài này, các giải nha, tôi xóa cái này nha các em. Tôi xóa bên này đi em nha. Không sử dụng bên này nữa. Xóa cái này đi nè, để tôi phân tích thứ hai. Câu B. Rồi, mình biết kim loại là bao nhiêu rồi đúng không? Này câu B này. Giờ trước tiên này, chứng tỏ là khi kim loại M nó dụng cái này mà kim loại M nó dụng cái này trong hai trường hợp á thì M vẫn là dư. Nè, vậy thì đầu tiên nó đơn giản, muốn biết dư thì nhìn chút tỷ lệ mol là biết liền nè, đúng không? Rồi, nè, đầu tiên tôi sẽ tìm mol bao nhiêu ra cho tôi. Cái M là bao nhiêu đó mình mới xác định được đó. Giả sử nó người ta cho là 24 gram, đúng không? 24 gram, vậy là M nhỏ chia M lớn, 24 chia 24 bằng 1 mol. Đặt đây là phương trình số 1 đi. Mà này nó bao nhiêu? Nhìn nè. Mà nó dùng bao nhiêu? 0.5 à?
nó có nhiêu em? 1, mà nó dùng bao nhiêu? 0.5. Có phải nó còn dư không? Rồi, trường hợp thứ hai này nó cũng vẫn có 1 mol nha, chứ không phải 2 này cộng thành nha. 2 thân như vậy là cho ra rời nhau nha. Đó. Nên nó dùng bao nhiêu mol? 0.5. Mà nó có nhiêu em? 1. Vậy chứng tỏ nó làm sao? Như đúng chưa? Còn nếu mà cũng cùng một thân đó mà ta chụp hai lần như vậy thì các em thấy nha. Nhưng mà đâu có nói đâu, nói riêng đúng không? Em coi lại cái đề chút xíu này nha. Nha, đọc cái đề cho em coi nha. Nếu những thân kim loại vào 1 nít C4 thì cái lượng tăng lên. Đó, đúng chưa? Một thân kim loại M nhúng vào 1 lít F4 thì tăng lên 1 gram. Nếu nhúng thân kim loại ấy luôn nha, kim loại ấy vào 1 lít kim loại C4 thì cũng tăng 20 gram luôn. Đánh liên biệt ra nha, đánh liên biệt ra. Vậy thì lúc này em còn định nha. Từ đây, đây suy ra nha. Em chờ nha, sau và đứng theo phương trình 1, 2 nha. Theo mình hôm nay số mol magie đã tham gia phản ứng là như em 0.51. đó, quay từ đây suy ra hay mờ chứ có nghĩa là magie chứ nha. Sau rồi nè, một nè lớn hơn 0.5 mol tham gia nè, thấy chưa? Đó, nó tham gia nè. Đó, đúng chưa? Rồi, giờ tiếp tục người ta nói ý tiếp theo này nha. Ý tiếp theo nha. Tính khối lượng than kim loại sau 2 phản ứng trên. Thân kim loại M này khi phản ứng với Fe4 nó còn lại bao nhiêu? Đó. Còn thân kim loại này khi tác dụng với C4 là nhiều, đánh riêng biệt anh em đừng phải gộp chung cho mà giải nha. Vậy thì tôi sẽ trình bày nha. Vậy là trả lời đã. Thân kim loại magie nha. Còn lại đúng không các em? Nha. Tính khối lượng thân kim loại sau hai phản ứng trên. Sau phản ứng thứ nhất tôi xác định là với thứ nhất là Fe4 liên ra không có tính chung với Fe4 nha, là em làm sao tính khối lượng còn lại lúc đầu nó có nhiêu gam với đâu, bao nhiêu? 24 gam. Mà nó đã bám vào đây tính được không? Sắp bám vào 56 trên lít mà lúc nãy mình tính là được 0.5 đây. Bám vào, thằng này làm sao đây? Tan ra thì đó chính là khối lượng thân kim loại còn lại, đúng không? Vậy thì em rất đơn giản. Đó. Vậy thì tôi lấy khối lượng của magie là 24 trừ đi khối lượng này. Khối lượng này làm sao em? Nó tan ra nha. Trừ đi bao nhiêu em? 0.5 nhân bao nhiêu em? 24 mà lớn bằng 24 cộng cho khối lượng sắt nó bám vào là 56 nhân cho x luôn, x nó là 0.5 luôn. Các em dùng máy tính bấm nào. Các em bấm được rồi. Bằng bao nhiêu? Bốn mươi gram. Đúng không? Rồi. Thanh kim loại magie sau phản ứng với Fe4 nào? Rồi với thứ hai là với CuF4 này. Thứ nhất là đề là cho 24 gam magie. Rồi, nó tan ra nè, tan ra x nhân M nè, đúng không? X là bằng 0.5 nhân cho 24 luôn. Cộng cho khối lượng đồng nó bám vào là 64 nhân 0.5. Đáp số các em tính được bằng 44 gam. Rồi, em trình vào nha. Tiếp tục hướng dẫn kem bài số 3 nhé các em. Bài số 3 này cho 13,44 gram đồng kim loại vào cốc được 500ml dung dịch AgNO3 nha. Khuấy đều hỗn hợp một thời gian, sau đó đem lọc thu được 22,56 gram chất rắn và dung dịch B. Vậy em thấy là quan sát này, đầu từ 13,44 đúng không, sau khi phản ứng
thì khối lượng thanh đồng này là 22,56 tăng lên, đúng không? Rồi và dung dịch B tính nồng độ mol các chất có trong dung dịch B, biết phương diện, biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Trước tiên tôi phân tích câu A trước cho các em nha. Vậy thì đầu tiên là ở trong đây có một cơ sở thì mol là mol và kiểm tra đã thì mol đã được, em thì mol là hai đó. Ok, đã có số mol bạc ghi chắc, đúng không? Nó cho 500 ml đó, có nồng độ 0,3 m nha, vậy bằng n cm nhân v dung dịch, độ đa bằng 0,5 nhân 0,3, đáp số bằng 0,15 mol đấy các em. Đó, giờ tôi có tiếp ý thứ hai nha. 13,44 g đồng kim loại vào cốc đựng 500 ml dung dịch bằng ghi chép 0,3 m khuấy đều hỗn hợp một thời gian, sau đó đem vào thu được 22,56 g chất rắn vào dung dịch B. Trước tiên tôi viết phương trình trước các em nha. Phương trình này đồng tác dụng với bạc ghi chép tạo thành CuNO3 đóng mặt hai lần cộng Ag. Rồi, cân bằng cho các em coi nha. Mi chát là 2 lần là thêm 2 nè, 2 bạc thêm 2 nè. Rồi, các em quan sát nè. Bài này có hai hướng để mình phân tích. Hướng thứ nhất là theo mol bạc mi chát để tìm mol này ra. Hướng thứ hai là sau phản ứng thanh kim loại tăng, đúng không? Nó chỉ hai hướng thôi. Vậy thì mình có nên lấy mol bạc mi chát vào để tham gia phương trình không? Đó, nếu lấy mol bạc mi chát vào tham gia phương trình thì em kiểm tra khối lượng thanh kim loại này tăng đúng như cái đề bài. Nếu đúng đề bài chấp nhận lấy mol đó. Đó, còn nếu khối lượng nó không giống thì em phải khét lại nha. Nhưng mà ở đây tôi đã thử rồi, nó đã sai nha. Nhưng mà giả sử tôi làm sai cho các em coi đi nè, sai nha. Đó, nhưng mà tôi làm chứng minh nó sai cho các em coi nè. Rồi, nếu lấy mol bạc mi chát vào đây là 0,15 mol, thì suy ra đây cũng bằng 0,15 mol thôi, và ở đây dùng là bằng 0,075 mol. Bây giờ, đó, vậy thì tôi sẽ phân tích này. Đó, vậy thì chắc anh là tìm mol đồng 20 chắc là được rồi, đúng không? Nhưng mà tôi để kiểm tra, tôi kiểm tra cho em coi nhé. Sau khi theo lý thuyết đề bài, lý thuyết nha các em, cái thanh đồng này từ 13,44, sau khi phản ứng rút ra ngoài thu được 22,56 g, có nghĩa là nó tăng lên, đúng không? Đó, muốn tăng lên có thể lấy này trừ đi cũng được. Đó, ở đây tôi kiểm tra cho em coi nha, coi thanh này có tăng lên đúng 22,56 nha. Lúc đầu nè, giờ tôi phân tích nè, thanh kim loại đồng lúc đầu là 13 nha, 13,44 nè. Nếu mà lấy theo mol này thì cái lượng bạc bám vào của nó là 0,15 nhân cho 1,8 trừ đi khối lượng đồng ta ra là 0,075 nhân cho 64 các em nha. Các em tính được đáp số của nó là bằng, đúng không? Nó bằng 24,84 cơ, có lớn hơn 22,56, lớn hơn nếu mà dùng hết mol này. Đó, những mol này vô thì cái lượng thanh kim loại lúc này 24,84 cơ, trái lại cái đề bài. Nhớ kỹ điều này hả? Đó, vậy thì đây là sai. Vậy thì không thể làm theo mol bạc ghi chắc được. Vậy thì chính là mol bạc ghi chắc như nha, hay nào muối bạc ghi chắc hay như nha các em. Vậy thì mình sẽ hỏi nha. Thì em có thể làm cách này luôn, em bình luận như tôi là đó, sau đó em loại trường hợp này để em xét nha. Còn em muốn không muốn làm dài dòng thì em sẽ làm như vậy nha. Đó, thì tôi sẽ làm vậy cho em coi nha. Tôi phân tích này, ở đây tôi chừa một vài dòng để tí nói nha. Theo đề có nha, vì thanh kim loại nha, vì thanh đồng tăng sau phản ứng đã có phương trình. Có hai cái đường phân tích nè, tăng lên là rất đơn giản, vẫn biết tăng không? Thì bằng khối lượng nhì lúc đầu đó cộng cho khối lượng nhì em bám vào
trừ đi khối lượng tan ra à, hay mình làm nhanh vào đi à, khối lượng thanh ngoại tăng lên thì cứ lấy khối lượng kim loại giải phóng trừ khối lượng kim loại tan nha bằng khối lượng tan, vậy có nghĩa là mà chưa ở đây chưa có mol mà đúng không, vậy tôi đặt tên là x mol, đây là hai x mol, đây là x mol, đây là hai x mol, vậy thì các em lấy do 108 nhân 2 nhân x trừ đi 64 nhân x bằng khối lượng tăng lên, tăng lên rất là đơn giản, em lấy gì từ 13,44 là biến tăng lên 22,56 vậy tăng bao nhiêu gam thì em lấy 22,56 nha trừ 13,44 đây em giảm phương trình này thôi nha, ship số lên cũng được, vậy lập tức các em tìm được x của nó là bằng à bao nhiêu các em bằng 0,06 nha, 0,06 nha, 0,06 mà nhân 2 biến thành 0,12 và cái này 0,15 có ai chứng tỏ nó được, em hiểu vấn đề đó không? Đó. Vậy thì lúc này mình có thể tính được nồng độ các chất có trong dung dịch bền nha. Nồng độ các chất có trong dung dịch bền. Dung dịch B chắc ăn là này và bạc nguyên chất kia nha. Vậy là CM của CuNO3 đóng ngoặc 2 lần bằng N chia V dung dịch, N của nó là X nè, mà X bằng 0,06. V dung dịch người ta theo để đề bài các em thể tích dung dịch không thay đổi đáng kể. Vậy thì trong đề bài chỉ có 500ml thôi, vậy thì lúc này lúc sau có 500ml thôi, vậy thì em lấy bằng 0,5 nha. Chia 1,2 tạo lên bằng 0,12 em ở lớn nha. Còn một nồng độ nữa là nồng độ bạc nitrat dư thì bằng mol dư chia về dung dịch, mol dư rất đơn giản, lấy mol của đề trừ đi mol tham gia là 0,15 trừ đi mol tham gia là 2 x đó, về dung dịch vẫn là 0,54 x này các em 0,06 nhân 2 bằng 0,12 đúng không, chỉ 0,5 đúng không, cái này trừ đi đi rồi này thì em được đáp số cuối cùng của nó là bằng 0,6 em ạ. Rồi đó là của A nhỉ em, khá hay nhỉ em nhỉ. Rồi câu B, giờ tôi nói về câu B, đây là câu 2 nhỉ các em. Câu B giờ phân tích này. Để nhúng thanh kim loại R nặng 15g, 15g vào dung dịch B. Ô dung dịch B gồm hai thằng này, thằng này nè và bạc nghi chát dư nha. Vậy thì trước tiên tôi viết phương trình trước này ha. Phương trình này. Phương trình nha. R cộng CuNO3 đóng ngoặc 2 lần và R cộng cho gì em bạc nghi chát dư đó, vậy tôi đặt ra sản phẩm cho các em coi nha. Vậy là R NO3 cho hóa trị cho các em, chưa cho hóa trị, vậy thì phải đặt giá trị hóa trị của nó là một ký hiệu gì đi, bên kia chưa hiểu chữ tỏ thì một ký hiệu chữ cái khác thì một xíu nha, đó A bờ G gì đó nha, N đây mình nghĩ rằng mình ký hiệu cũng được, đặt là N đây nha, đọc cho CU nè, N đi chắc đây là 2 đúng không, 2 N cũng bằng nhau nè, là gì em, đây này thêm N, đây này thêm 2 rồi, rồi 2R thêm 2 đúng chưa, N đồng thêm N vô rồi, bên này tạo thành R NO3 cũng cùng hóa trị luôn, cùng kim loại mà tạo thành bạc. Rồi, nên đi chát nên N, này thêm N, N bạc thêm N vô nha. Giờ tôi mới phân tích ý tiếp theo nha. Nhúng thanh kim loại R nặng 15g vào dung dịch B nha. Khối đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn là phản ứng hết rồi nha, đứng hết luôn. Rồi, sau đó lấy cân thanh kim loại R ra khỏi dung dịch, cân được là 17,205g tăng lên đúng không, thanh kim loại tăng lên,
giả sử tất cả các kim loại tách ra, giả sử là tất cả các kim loại hàng đồng và bạc này tách ra đều bám vào thân kim loại R nha, ý ta nói vậy không? Rồi hỏi R là kim loại nào? Rồi vậy thì người ta hỏi nè, giờ tôi sẽ phân tích nha. Rồi rồi số mol đồng hai nitrat này nha, này đây này em, rồi đồng hai nitrat là F 0706 nha, tôi thay vào đây 0706 mol, tôi đổi đây luôn 0.06 nhân n chia n thì bằng 0.06 mol luôn các em. Rồi đây vậy tôi đổi vào đây 0.06 nhân 2 chia 1 bằng 0.12 chia n mol. Số mol bạc bị chặn chưa nha, đây này trừ đi này dư này đã 0.03 nha. Rồi các em đổi ra này nha, nhân n chia n có nghĩa là bằng nhau, vậy số mol bạc bạc giải phóng nè cũng bằng 0.03 mol luôn. Rồi, đừng quên lắp số ra cái này nào, bằng 0.03 chia n mol. Rồi, thì tôi sẽ lập phương trình cho các em coi nha. Cũng có hai cách lập nha. So phản ứng á, nếu mà em lập là bằng, nếu bằng em lập phương trình bằng 17.205 á, thì thứ nhất là em phải lấy khối lượng của thân kim loại R nha. Trừ cờ cho khối lượng gì em, thân kim loại khối lượng R đã tan ra, cộng cho khối lượng đồng và bạc bám vào thì bằng 17.205 là một cách. Hai này em lập như vậy đi, vì sau khi phản ứng thân kim loại tăng đúng không, lấy kim loại giải phóng trừ khối lượng kim loại tăng bằng khối lượng tăng nha. Nè em là giải phóng là gồm hai chất nha. Rồi đây là tan ra đây, đây và gì tôi sẽ lập nè, ta có phương trình đó. Sau khi phản ứng tăng lên đúng không, từ 15 mà biến thành 17.205 mà tăng lên mà tăng ra 2.205 đúng chưa? Vậy thì tôi lấy khối lượng thân kim loại, khối lượng kim loại giải phóng là hai này nè, là có nghĩa là đến số mol của nó là 0.06 nhân cho 64 cộng cho 0.03 nhân cho 108 trừ đi khối lượng tan ra, đây khối lượng thân kim loại tan ra là đây này em, đó nè nè. Nhưng mà hai cái này cùng R đúng không, thì tôi lấy hai mol này cộng lại cho nhanh, 0.12N cộng cho gì, 0.12N cộng cho 0.03N bằng 0.15N đúng không, 0.15 chia N nhân cho R, em hiểu không, tôi cộng hai này cho nhanh, còn thôi em lấy ngày nhân R, những ngày nhân R cũng vậy thôi nha, không sao hết. Rồi bằng khối lượng tăng lên, nó từ 15 mà biến thành 17.205 vậy tăng lên 2.205 nha. Rồi tương đương em dạy phương trình này nha, em lấy cái này em mà có hai cách làm luôn, một là làm máy tính hay làm tay cũng được. Rồi làm tay nè, lấy này nhân này cộng này nhân này, sau đó chuyển vào đây trừ nha, ông gọi là muốn tìm số trừ nè, lấy số bình gì trừ trừ đi hiệu đó, rồi chia n chuyển lên là nhân n, rồi nhân 0.15 chuyển qua là gì, chia 0.15. Có một cách là không dạy luôn, tôi sẽ dạy bằng máy tính trước em coi thế nào, nhập cái này vô máy tính nhé, nhập hết cái dạng vô máy tính cho rồi nha, nhập này luôn nhưng chữ n đừng bấm nha, có nghĩa là nhập hết cho rồi bấm luôn 0.15 nhân đặt chữ này là chữ alpha x bằng 2.205, chữ n đừng bấm, sau đó bấm ship show lên, em ghi r bằng ship show lên cho em đáp số là 32.5, sau đó điền n đằng sau. Đó, đó là một cách nha. Còn em dạy tay bình thường cũng này cũng có gì để phương trình nha. Đó. Còn không dạy tay thì làm nhanh đi tôi đó nha. Tôi hướng dẫn đó. Cứ khi mà bài mà cho một đây là mã trị của nó đúng không? Thì đừng bấm mã trị vô. Đặt chữ R trên hàng bấm ngang cho rồi. Nó có chữ mã trị đừng có bấm. Rồi sau đó bấm shift lên bằng ra, cái rồi điền đáp số đó vô, nhân cho mã trị là được nha. Đó, nó cực nhanh luôn. Rồi đến đây sẽ lập lại cho các em coi này. R là kim loại đúng không? Đó. Cái này là R là kim loại rồi, N là hóa trị của nó đúng không? Và rồi giờ mình thấy vô ha. Đầu tiên một vô là 32.5, 1 này, 2, 3 này, 32.5 không có nào hết đúng không? Nhân 2 vô biến thành 65. Wow, em đúng không? Đó, 32.5 mà em nhân cho 3 thì em được đáp số là 97.5. Làm kết luận vậy kim loại R là kẽm nha các em,
Rồi, em xin mời bạn.